có hai ca sĩ đăng ký bài Niềm Phút Cuối nhưng vì lý do không hát được nên hai anh em chúng tôi cũng ở xa. À, nhưng mà tôi hỏi các bạn có biết ca sĩ Phan Đình Tùng không ạ? Ai biết chưa, tay lên này. Ồ, biết cũng quá nhiều rồi. Tôi xin giới thiệu, tôi là Phan Đình Chó, là chú của Phan Đình Tùng. Anh em chúng tôi từ ở máy quân một ở Phan Đình Phùng á. Đây xin gửi đến quý vị bạn trẻ chuẩn bị sống hôn nhân. Anh em tôi cũng rất là cầu mong những người nào chuẩn bị bước vào hôn nhân thì xin lắng nghe bài Niềm Phút Cuối. Có một đoạn: dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em. Để tôi xin hát bài Niềm Phút Cuối.
nhờ tiếng có pháo nổ. Nhưng mà ca sĩ hay là nhờ tiếng vỗ tay. Xin cảm ơn rất nhiều.